Sau trận đại xin chào tất cả quý anh em nha. Thì hôm nay mình lại tiếp tục lên cho anh em những cái bộ ốc của Giao Băng, Honda Giao Băng nha anh em. Thì cái loại này là thuộc dạng hàng VIP nhất trong các loại hàng mới rồi, trừ cái hàng tồn thôi. Hàng tồn thì nó cũng khá là trôi nổi anh em, cho nên là cũng không biết được cái nào là tồn thật, cái nào là tồn giả. Còn ốc Giao Băng này thì nó thuộc dạng hàng chất lượng cao nhất, giá nó cũng không hề rẻ. Nhưng mà thực sự là nếu mà nhập được với cái mức giá nó tốt thì cũng rất là đáng để anh em chúng ta chơi ha. Thì đây, hôm nay mình giới thiệu cho anh em thứ nhất là ốc đầu bò và thứ hai là ốc hộp xích. Thì giới thiệu hai cái loại này cho anh em để anh em mình thấy là xe của anh em đa số nó hư cái loại này nhiều, và những cái con này cũng là những cái con rất là quý ở trên xe, nên là mình cũng muốn giới thiệu cho anh em. Thì đây có một bộ ốc này là ốc gồm 3 con ốc cạc te ngắn và một con ốc cạc te dài, thì gọi là bộ ốc hộp xích nha anh em nha. Đây, ốc này là ốc hộp xích nha anh em. Mã của nó thì made in Giao Băng. Đây, made in Giao Băng. Cái này nó sẽ có hai mặt nha, một mặt là tem chữ đỏ. Đây. Và một mặt là chữ màu đen nha anh em. Lưu ý nha. Đó, chữ đỏ, một là chữ đen. Nó có loại mặt hai chữ đen nhưng mà cái loại đấy thì nó không chắc của loại này. Rồi, đây là ốc hộp xích số 10 nha. Và một loại nó là ốc đầu bò, cũng là số 10 ốc đầu bò thì là ốc đầu bò dạng màu mỡ gà. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình mở cho anh em hai loại để anh em coi nha. Thì báo giá cho anh em luôn, thì ngày trước cái ốc đầu bò giá nó là 460, thì bây giờ nó cũng đã hạ giá được một chút xíu, thì còn là 350. Và cái ốc hộp xích ngày trước giá là 400, thì bây giờ nó cũng hạ giá được một chút xíu, là còn 350. Hạ giá này là do bên mình thứ nhất là nhập số lượng lớn, thứ hai là cái nguồn cung của năm 2023 này thì một số nguồn cung thì nó đã hạ giá hơn, từ bên Thái nó hạ cho nên bên mình cũng hạ, thì cái giá nó sẽ có thể là dễ thở hơn cho anh em. Thì những anh em nào mà chúng ta ngại chơi cái ốc đầu bò Giao Băng, cái ốc cạc te Giao Băng bởi vì nó mắc, thì bây giờ cái giá nó dễ thở hơn thì anh em cũng dễ tiếp cận hơn rồi. Tại ví dụ như 460 cộng với là 400, giá ngày trước 460 cộng 400 nó tới 860 lận. Thì bây giờ anh em mua hai bộ nó chỉ có 700 thôi, thì nó tiết kiệm của anh em cũng được khá khá. Thì nói chung là xe anh em mà chúng ta vô cái bộ này thì nói chung là dạng như là đẹp, xe đẹp thì anh em vô ok. Còn những cái xe mà nó dạng như anh em chỉ cày chạy cày hàng ngày thì mình khuyên thật sự là anh em không nên vô cái loại này, bởi vì nó mắc tiền, nó tốn tiền của anh em khá là nhiều ha. Rồi đây mình sẽ quay cho anh em coi, đây là mình sẽ khui ốc đầu bò cho anh em coi, mình khui hẳn 4 con luôn nha. Là mình sẽ mở hết cho anh em coi để anh em chúng ta chiêm ngưỡng xem là với cái mức giá 350 thì anh em có xứng đáng để anh em bỏ cái số tiền ra anh em mua không, hay là thôi chúng ta xài đỡ như là ốc Việt cũng được. Nó sẽ khác biệt rất là nhiều nha anh em nha. Ốc Việt và ốc Thái này nó khác biệt nhau rất là nhiều, không giống nha. Ốc này là ốc Nhật chứ không phải ốc Thái, ốc Nhật nha. Đây nè, bộ thì nó sẽ gồm 4 con nha, mình khui hết ra cho anh em luôn, khui hết ra cho anh em coi. Đây là bộ 4 con ốc đầu bò Giao Băng nha anh em. 4 con ốc đầu bò Giao Băng này rất đẹp luôn nè, cực kỳ đã luôn. Đây, ốc đầu bò Giao Băng cái màu nó sẽ hơi vàng vàng nha anh em nha, rất đẹp. Cái màu nó sẽ hơi vàng vàng nha, cực kỳ đã luôn. Đấy, đây là ốc đầu bò Giao Băng nha anh em. Thì nói chung xe nào mà chơi cái loại này là anh em biết nó chất tới cỡ nào rồi, chất tới cỡ nào chơi loại này rồi, không phải nghĩ rồi ha. Rồi thì còn ốc hộp xích mình sẽ mở cho anh em coi luôn, ốc hộp xích nha anh em. Đây, hộp xích mình sẽ mở cho anh em coi luôn. Ốc hộp xích là ốc hộp xích số 10 nha anh em. Ốc hộp xích thì sẽ là ốc hộp xích số 10 và có một con đó là chấm bi. À, đúng liêm thái nha anh em. Mở hết cho anh em coi. Nói chung mình phải mở chọn bộ như vậy anh em coi anh em mới thấy nó sướng, nó mới đã. Chứ còn mở có một con thì nhiều lúc anh em nhìn nó chưa có đã ha, chưa đã mắt. Đây. Rồi, đây. Bộ 4 ốc hộp xích cho anh em nha. Đây. Ấy. Sẽ cao cao một chút xíu. Đây, anh em thấy chưa? Có một con như là con chấm bi nha. Con như là đầu chấm bi nha anh em. Đó. Con như là đầu chấm bi nha anh em.
thì phải nói là rất đẹp luôn. Đó, ốc này là ốc da băng nha, da băng. Anh em lên xe thì khỏi phải nghĩ luôn, rất là đẹp nha anh em. Đó, xe rất là đẹp. Bao với anh em là chúng ta không phải lo về cái vấn đề chất lượng của nó, tại vì cái loại này là loại chất lượng tốt nhất bây giờ rồi, thì chỉ về anh em bỏ tiền ra anh em mua để anh em về để anh em sử dụng thôi. Đó, một bộ của nó sẽ như thế này, ốc đầu bò nó sẽ có độ vàng, còn kia cũng như thế nha anh em. Thì đặc biệt của bộ ốc rim á, ốc cạc tê rim á, là anh em sẽ thấy là nó có một con là hai ba con nó sẽ là ốc số 10 và một con nó sẽ là ốc chấm bi, thì tất cả nó là ốc da băng, cho nên là nó về độ xịn độ chất thì không phải nghĩ. Đó, mà cái giá của nó thì theo mình thấy thì với cái giá 350 bây giờ thì cũng phù hợp cho anh em. Nếu mà anh em chúng ta chơi xe chất, xe VIP thì thực sự chúng ta bỏ số tiền 350 ra anh em mua mấy con ốc này thì cũng là hợp lý. Tại vì những cái con này mình đưa lên cho anh em cũng đều là những cái con mà trong cái xe nó cần thiết nha anh em, chứ không phải là những cái con mà nó ở phía trong, hay là nó là những cái con mà không bao giờ xài. Những cái con này là những cái con mà mặt tiền của xe đại diện cho cái xe mình nếu mà đẹp hay không là dựa vào những cái con này. Thì cái điểm đặc biệt của những con ốc này là ốc zin, cho nên là một thời gian em sử dụng nó càng sử dụng nó càng vàng, nó càng đẹp. Đó là đặc điểm của nó ha. Thì anh em nào cần thì anh em liên hệ với mình, số điện thoại 0915 434 973, tất cả ở đây đều là ốc zin Honda Nhật Bản nha anh em nha, Honda da băng, cho nên là anh em yên tâm, chúng ta không phải nghĩ đâu. Thì số lượng thì bên mình nó hạ cái loại này thì cũng không phải là quá nhiều, anh em nào lấy sỉ thì sẽ từ 10 bộ cho tới 50 bộ nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều, hẹn anh em ở những video tiếp theo nha.